Cũng đã gần 3 năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm. Vẫn chưa tìm yêu anh, vẫn chưa nắm tay anh. Thế gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn. Dạ vâng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với truyền thông của Lạc Việt Audio. Hôm nay em rất vui và vinh dự khi lại được giới thiệu cho mọi người một hệ thống âm thanh hoàn toàn mới đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Đó, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đây là lại là Stream. Bên cạnh em đây là hệ thống của Stream Bagway Lightway. Hệ thống này như cấu hình như này em đang lắp demo thử, có thể hoàn toàn đáp ứng được cho các nhu cầu là ba bọc vũ trường ngoài trời, cực kỳ tốt. Và hệ thống âm thanh đám cưới hoặc là sự kiện Adventure ở bên trong nhà hàng đó. Trước tiên là hệ thống Lightway, như mọi người thấy loa rất là nhỏ gọn nhưng được kết cấu là hai củ bát 8 inch, có nghĩa là hai bát 20 và một củ chép kèn đó. Khi mà xếp 3 ray lên như này, loa sẽ cộng hưởng lên 3-6 dB nữa đó. Mỗi loa có công suất là giờ máy ăn 400W, nên là mọi người yên tâm về cái vấn đề là công suất và nó có kêu to được hay không. To thì tí nữa em sẽ thử một đoạn nhạc cho mọi người cùng lắng nghe đó. Còn về tiếp theo là loa mid low đó. Loa này có công suất là 1000W, giờ máy ép, được cấu tạo là một củ bát 18 inch, tạo ra cái công suất siêu trầm. Và loa này thông thường bọn em sẽ lấy làm loa mid low, làm loa trung trầm đó, để cho cái tiếng mic của mình nó dày dặn và tốt hơn. Còn cuối cùng không thể thiếu được, đó là loa súp. Mọi người có tin được không? Đây là loa súp 2 bát 18 inch, được kết cấu vô cùng nhỏ gọn, nó chỉ nhảnh hơn loa mid low một chút xíu rồi ạ. Đó, một loa súp này nó sẽ tạo ra công suất là 2000W. 2000W đó, mọi người không nghe nhầm đâu ạ. Tạo ra 2000W tại một cái thùng loa rất là nhỏ gọn này. Đó, rất là kinh khủng. Loa được xếp lên và gắn dây theo một đường thẳng này, có thể bẻ cong theo hướng phổ âm của mình tùy ý. Đó, đây là toàn bộ mặt trước của loa. Còn về mặt lưới thì lưới này quá là dày dặn luôn. Đó, hai bên là viền chỉ đỏ để tạo điểm nhấn cho loa. Về mặt bên hông thì sẽ có kết cấu những cái thanh chốt này và cài chốt. Đó, các tay sắt, tay sách này đó, rất là tiện lợi khi mà chúng ta anh em kỹ thuật lắp đặt, rất là tiện lợi. Ok, đó là toàn bộ về mặt trước và hông của loa. Còn về mặt sau đi, mặt sau thì bây giờ mọi người sẽ ra đằng sau cùng em để xem. Còn đây là mặt sau của toàn bộ hệ thống âm thanh ngày hôm nay. Ở phía trên là loa Stream LA8MKA đó. Loa này có kết cấu là mạch công suất lùi loa luôn, nên mọi người rất yên tâm về cái vấn đề là không cần phải chọn lựa cái cục đẩy nữa. Rất là nhức đầu về cái vấn đề cục đẩy. Đó. Bên cạnh đây là thanh tản nhiệt rất là dày của loa. Đó. Ba loa nối liền nhau, khớp nối cũng rất là to, to bản luôn ấy. Ngón tay em lên còn lọt thỏm luôn. Đó. Và bên này đi. Loa với loa active thì mọi người cũng biết là chỉ cần lấy tín hiệu lùi loa đó, con nọ linh lên con kia đó, một con chính từ DSP ra để xử lý tín hiệu, còn nguồn thì cũng nguồn linh luôn đó, sẽ cắm một nguồn lối vào đây, cắm điện vào và linh lên các loa còn lại. Bên cạnh đây là cũng có cái chỉ duy nhất cái volume để to nhỏ loa. Thông thường thì volume đằng sau này chúng ta sẽ vặn kịch để điều chỉnh tất cả các tín hiệu từ DSP số ra để cắt cốt chia quay nó thuận tiện nhất đó. Còn về phía dưới loa mid low, loa mid low thì cũng vậy, không có gì khác lạ luôn, cũng là mạch active đó, một tản nhiệt cũng rất là to, thanh chốt lối thì không thể nào là to hơn được nữa, rất là dày dặn và cứng cáp đó. Bên này thì cũng vậy, có tín hiệu vào, lấy một tín hiệu vào để cắt cốt chia quay, một tín hiệu nguồn đó, volume âm lượng. Còn phía dưới là loa súp có mã là LA182MK đó. Về loa này thì lại đơn giản hơn,
vì là nó là loa bassit nên chúng ta cần công suất cực đại để đánh cho loa. Thông thường thì ở thị trường Việt Nam với cái mẫu mã loa súp có công suất lớn như này thì rất là ít để có cái mạch active nào để đánh vừa cho nó. Nhưng thị trường Hàn Quốc thì với dòng stream này nó cũng có mã là active, súp active, nhưng mà bên em đã đưa trước về mã loa súp thường này để cho mọi người trải nghiệm chất âm. Nếu mà ưng ý hoạt động ok thì bên em sẽ nhập tiếp mã active về cho mọi người cùng thưởng thức và sử dụng nó, vì giá thành loa active nó sẽ nhỉnh hơn một chút đó. Ở phần hậu của loa thì cũng chỉ có cái hậu đơn giản, đó là hai chấu kết nối, một chấu kết nối vào và một chấu kết nối tín hiệu âm thanh linh sang loa khác đó. Loa này là 4 ohm đó, công suất là 2000W, cực kỳ là ấn tượng với một cái mẫu nhỏ gọn như thế này đó. Đây là toàn bộ mặt sau, mọi người có thể thấy bao quay nó sẽ chia ra là loa phía trên đảm nhận cái phần mid high đó, và loa mid low sẽ đảm nhận cái vấn đề là trung trầm, và ở dưới sẽ là loa súp để tạo ra tiếng uy lực cho cả hệ thống. Và bây giờ em sẽ test thử một đoạn nhạc cho mọi người cùng lắng nghe. Mời mọi người lên đằng trước. Yeah.
Cũng đã gần 3 năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm. Vẫn chưa thể yêu anh, vẫn chưa nắm tay anh. Thế gian này rộng lớn mà con tim trống to nhiều hơn. Chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương một người. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đau là bớt đau, là bớt đau. Nhiều khi lý trí cố gắng mạnh mẽ, nhưng trái tim thật sự yếu đuối. Là em giấu đi, chỉ là em giấu đi. Đâu phải yêu hết. Dạ vâng, vừa rồi là toàn bộ chi tiết của mẫu sản phẩm Light Array của Swim. Hy vọng video này sẽ giúp ích được cho quý vị trong quá trình làm việc và chọn lựa được những hệ thống âm thanh ưng ý và phù hợp với không gian của mình. Xin cảm ơn.